Châu Tinh Tổ gặp con gái vua Nga Mi Kiếm ấy em ạ. Ngũ độc U Lung sẽ đánh cùng với Nga Mi Vô Gian. Hun U Lung rồi, đã lên được bùa, nhưng liệu có khoảng cách cho Châu Tinh Tổ hay không? Từ một thời chúng ta có áp Nga Mi vợ tao đánh rất kinh với trường phái kiếm, đến bây giờ chúng ta sẽ xem con gái vua có đánh bại được Châu Tinh Tổ hay không. Vũ độc vẫn chưa thể xuất chiêu được. Con gái vua đang chủ động blessing bằng cả phong xương và cả tam nga tể tuyết nữa. Em đang xem livestream để nhìn thấy dấu cộng ở trên cùng màn hình nhá. Anh em ấn follow, ấn subscribe đi. Mỗi ngày tới 18 giờ mình cho anh em xem liên đấu. Ôi giời ơi, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đấy. Nó là ngũ độc U Lung em ạ. U biếu luôn. Ngũ độc này đến từ bệnh viện U biếu của Việt Nam. Trời ơi, anh em nhìn nó hít kìa. Nó hít kìa. Hít. Trời ơi, con gái vua này.